thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Vâng, một cái tin mà có thể nói là làm cho cả thế giới bàng hoàng và sửng sốt là cái mối tình giữa ông Bill Gates và bà Melinda Gates, người được coi là một cặp vợ chồng giàu thứ nhất nhì ở trên cái quả địa cầu này, đã đến lúc chia tay. Tức là ngày hôm nay ông Bill Gates, tức là người chủ của cái công ty Microsoft, phải không ạ? Dạ, và bà vợ là bà Melinda. Những người này nổi tiếng là ngoài cái việc giàu có và đứng đầu của một cái công ty tin học nổi tiếng nhất trên thế giới, thì họ là những cái nhà từ thiện và cái công ty, cái tổ chức từ thiện Gates Foundation là đã, hai người này đã cống hiến rất là nhiều tiền vào trong những cái chương trình có tính cách y tế và nhân đạo, cũng như là những cái công trình mà chế những cái loại thuốc đặc biệt để mà có thể cứu được người. Thì bây giờ hai người này đi vọt thì người ta không biết rằng là trong tương lai những cái định chế có tính cách quốc tế đó nó sẽ đi về đâu thôi. Vâng, khi nghe tin này đó thì mọi người đều bàng hoàng, bởi vì ông Bill Gates và bà vợ có một thời gian lâu dài đã gắn bó với nhau. Vâng. Và có con cái nữa. Thì có ba người con. Vâng, tất cả. Vâng, có con cái. Và họ thì có một cái nhà rất là lớn ở trên tiểu bang Washington State, thì mà nói rằng là cái nhà đó có thể tránh cả bom nguyên tử được. Vâng, thì người ta nghĩ rằng ông Bill Gates và bà vợ đã tương đối là cũng lớn tuổi rồi, thì đâu còn nghĩ chuyện mà chia tay nhau để mà tạo nên một cái khủng hoảng. Vâng. Trong gia đình đó. Thì nghe nói họ nói là họ cũng không có thể tưởng tượng được là họ không có thể sống với nhau trong suốt cả cái cuộc đời của họ. Đó là cái câu tuyên bố của thì quý vị cũng biết những người giàu có trước đó thì cái ông Bezos của chủ của cái công ty Amazon thì trước đây cũng được coi như là một trong những người giàu có nhất nhì, cũng là ngang ngửa với ông Bill Gates, thì cũng đã đi vọt. Đó là chưa kể trước đó nữa, ở cái thế hệ lớn hơn là ông Rudolph Murdoch, chủ của cái công ty New, mà nó là bao gồm của hãng Cine Fox, hãng TV Fox, vân vân. Hàng chục năm trước đây cũng ly dị và lấy một cái người vợ trẻ hơn. Ông Bozo thì cũng lấy một cái bà vợ trẻ hơn, và người ta chưa biết rằng là cái dù ông ghét thì kết quả nó sẽ đi về đâu. Ngày hôm nay thì Tổng thống Joe Biden tuyên bố tại Norfolk thuộc tiểu bang Virginia là ông sẽ gia tăng cái đơn cho những người di dân có tính cách tị nạn, và cái giới hạn của cái mức độ mà số người được Hoa Kỳ nhận tị nạn vào trong Hoa Kỳ cho tới tính tới cái tài khoản của năm nay là năm 2021, tức là tới tháng 9 năm 2021 sẽ là 62.500, sau khi ông tuyên bố là sẽ không có gia tăng vì cái tình trạng khủng hoảng ở tại biên giới kể từ khi ông nhậm chức tổng thống. Trước đây thì dưới thời của Tổng thống Trump thì cái việc nhận những người tị nạn vào nước Mỹ thì đã hạn chế xuống cái con số là 15.000 người. Nhưng mà khi ông Biden ra vận động tranh cử chức tổng thống thì ông nói là ông sẽ gia tăng lên gần 10 lần cái của ông Trump, có nghĩa là 125.000 người. Nhưng vì cái tình trạng mà biên giới khủng hoảng, hàng triệu người đã tìm cách
di dân lậu vào trong Hoa Kỳ qua những cái cửa ngõ biên giới ở phía Nam, và chỉ trong thời gian chưa tới 3 tháng ở dưới cái triều đại của ông Biden thì hàng triệu người, hàng trăm ngàn người đã đứng đầy ở trước biên giới, và họ đã đi xuyên qua nước Mỹ để tìm cách tràn ngập vào các cái tiểu bang như là Texas, Arizona, khiến ông Biden đã phải đưa ra một cái nắp trận là chỉ có 15.000 người theo giống như của ông Trump. Nhưng mà bây giờ thì ngày hôm nay ông tuyên bố là ông sẽ tăng lên cái con số nhận những người tị nạn, phần lớn là những người ở tại Phi Châu, lên tới cái con số 62.500. Mặc dù vậy thì những cái các cái nhà lập pháp cấp tiến của thuộc đảng Dân Chủ đã lên tiếng chỉ trích ông Biden là người đã không giữ đúng những cái lời hứa. Thì quý vị biết rằng cái việc mà nhận những cái người tị nạn và nhận những cái người mà được gọi là tị nạn vì lý do chính trị ở tại đã đi lén qua những cái biên giới gọi là dân nhập lậu vào đó, hai cái đó nó không thể nào được, nó không có thể sát nhập với nhau được. Những cái người mà trốn qua biên giới trên nguyên tắc không có được phép nhập cảnh vào nước Mỹ, chỉ có những cái người mà đi theo cái lối diện gọi là xin tị nạn vì lý do chính trị, vì lý do tôn giáo, vân vân, thì mới được nhận vào. Và đó là cái điều mà ông Biden nói sở dĩ ông phải gia tăng lên từ 15.000 người lên tới 62.500 từ đây cho tới tháng 9, là vì cái tình trạng quá tải ở tại biên giới của Mỹ với nước Mỹ, và cái tỷ lệ dân nhập lậu vô quá nhiều. Vâng, chúng ta phải phân biệt là cái việc mà nói là cho những người tị nạn này, chúng ta phải hiểu chứ tị nạn như thế nào. Tị nạn là tị nạn chính trị bị, hoặc là tôn giáo bị đàn áp ở kia đấy, thì đó mới gọi là tị nạn. Còn những người đi vượt biên ấy, để mà vào nước Mỹ bất hợp pháp, cái này không phải tị nạn. Tuy nhiên với cái số lượng 62.000 người như thế này đó, thì thực sự nó chỉ là nói đến một phần nào vấn đề nó là tị nạn thôi. Còn trong cái giai đoạn mà chúng ta thấy rõ một điều là cái khủng hoảng ở biên giới, thì đáng lý khủng hoảng biên giới đó, như là Tổng thống Donald Trump muốn ngăn chặn những người không có đi vượt qua biên giới thì xây bức tường, thì ông Biden là ngăn chặn không để cho xây bức tường, và ông để cho bà Kamala Harris là cái người mà giải quyết cái vấn đề biên giới, thì bà Kamala Harris bây giờ thì bà cứ lờ thì không nói chuyện gì hết. Cho nên cái người mà chui qua biên giới của Hoa Kỳ để vào Mỹ đó, thì cái số người đó rất là nhiều và không phải là thuộc vào những người tị nạn. Và do đó chúng ta thấy cái số lượng 62.000, hơn 62.000 người do ông Biden nói là tị nạn cho vào đó chỉ là một phần nhỏ, trong khi đó những người đi vượt biên giới vào trong Hoa Kỳ đó, thì đó là những người mà trong tương lai họ sẽ là gánh nặng, và Hoa Kỳ với thời của ông Biden sẽ kiếm cách để cho người ta nhập nhèm, cho người ta vào thành quốc tịch, vào thẻ xanh rồi quốc tịch Hoa Kỳ để làm gì? Để trong tương lai những người đó sẽ vào các tiểu bang Cộng Hòa để mà bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Đấy là cái cách mà Đảng Dân Chủ cũng như ông Biden đang làm trong hiện tại bây giờ. Mặc dù ông Biden đã làm tổng thống hơn 100 ngày, tuy nhiên tại quốc hội thì cái người mà có quyền lực nhất không phải là ông Chuck Schumer, có nghĩa là ông chủ lãnh tụ đa số của Thượng viện, mà cái người có thể nói rằng là có cái quyền lực nhất hiện nay tại Quốc hội, đặc biệt là tại Thượng viện, là Thượng nghị sĩ Joe Manchin, là Thượng nghị sĩ của tiểu bang West Virginia. Như quý vị đã biết, ông đã sử dụng cái vai trò của ông trong cái cuộc chiến ở tại Thượng viện giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Hiện tại bây giờ Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, cái tỷ lệ các cái nhà lập pháp nó tương bằng với nhau là 50-50, nhưng mà phía bên Đảng Dân Chủ vì chiếm được cái đa số là vì có cái lá phiếu của bà Phó Tổng thống Kamala Harris,
thì cái lá phiếu đó bỏ thì là nó sẽ là coi như 51-50. Và do đó ông Joe Manchin, ông đứng ở cái vai trò người thứ 50 ở tại thượng viện của đảng Dân Chủ, thì nếu mà cái lá phiếu của ông chống lại đảng Dân Chủ thì đảng Dân Chủ tự nhiên rơi xuống trở thành đảng thiểu số. Và do đó trong cái thời gian mấy ngày vừa qua, thứ nhất là ông đã lên tiếng, ông nói là ông không có ủng hộ cái chính sách của đảng Dân Chủ, đặc biệt là của Hạ viện đồng ý biến cái khu đặc nhiệm thủ đô Washington, tức là Washington DC, trở thành một cái tiểu bang thứ 51. Rồi quý vị, chúng ta cũng đã nghe từ bao nhiêu năm nay là đảng Dân Chủ lúc nào cũng muốn biến cái khu vực đặc biệt của thủ đô Hoa Kỳ là Washington trở thành một cái tiểu bang. Khi mà nó trở thành cái tiểu bang thì dĩ nhiên ở đó họ sẽ có hai người thượng nghị sĩ. Nhưng mà ông Joe Manchin hồi cuối tuần qua ông tuyên bố là ông sẽ không ủng hộ quốc hội bỏ phiếu, trong khi đó thì đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã bỏ phiếu theo đảng, theo cái số đa số của tại Hạ viện chấp thuận cho thủ đô Washington trở thành tiểu bang, và cái đó đưa lên trên, sẽ đưa lên trên thượng viện để bỏ phiếu. Thì dĩ nhiên muốn cái đạo luật đó thông qua thì nó phải có 60 phiếu. Tuy nhiên chưa tới cái việc mà 60 phiếu thì ông Joe Manchin ông đã tuyên bố là ông sẽ không ủng hộ, thì đảng Dân Chủ coi như là đã là tan biến đi cái giấc mộng biến thành phố Washington DC trở thành tiểu bang. Và ông nói rằng là nếu mà muốn tiểu bang Washington muốn trở thành một cái tiểu bang mới thì cái đó nó phải có tu chính án của hiến pháp, tức là phải sửa đổi hiến pháp. Mà muốn sửa đổi hiến pháp thì phải đưa quốc hội, phải đưa cái đó ra và phải để cho toàn thể dân Mỹ bỏ phiếu cho cái đó. Và chắc chắn khi mà đưa cho toàn dân Mỹ bỏ thì nó sẽ không bao giờ chấp thuận để biến thành thủ đô Washington trở thành tiểu bang. Một cái vấn đề thứ hai cũng do ông Joe Manchin ông cũng đưa ra, và ông cũng nói là ông không có chấp nhận cái việc và cái hệ thống bầu cử ở tại Hoa Kỳ sẽ nằm dưới luật lệ của liên bang, có nghĩa là liên bang sẽ đưa ra luật lệ về vấn đề bầu cử ở tại nước Mỹ này. Hiện tại vấn đề bầu cử ở tại nước Mỹ nó tùy thuộc theo mỗi tiểu bang, mỗi tiểu bang nó ra luật. Thí dụ như tiểu bang California của chúng ta có cái luật tổ chức bầu cử, kể cả bầu cử tổng thống luôn. Thì ông nói rằng là nếu mà quốc hội muốn bầu cử dưới cái luật lệ của liên bang thì phải làm tu chính án. Và đó là hai cái mà ông Joe Manchin đã sử dụng cái quyền lực cá nhân của ông một cách độc đáo thôi. Vâng, chúng ta biết là ông Joe Manchin á, ông này là phải nói là nếu mà tính ra là ông này là đảng Dân Chủ tương đối trung dung. Lý do mà chúng ta thấy được điều này là vì ông ở đảng West Virginia, thì cái tiểu bang này là tiểu bang Cộng Hòa. Và nếu ông muốn đắc cử tiếp tục trong tương lai thì tất nhiên ông không thể nào ông đứng hẳn được cái phe của Dân Chủ được, cho nên ông mới chống lại là một phần. Một phần nữa, ông này cũng là một cái người mà biết suy nghĩ, bởi vì ông thấy rõ một điều là cái tiểu Hạ viện ấy, thì biểu quyết để mà đưa cái điều kiện chẳng hạn như là tiểu bang cái Washington DC thành tiểu bang thứ 51, và như thế tất nhiên là cái bậc bầu phiếu của thượng viện, của Hạ viện ấy, nó chỉ là cuộc bầu phiếu mà giữa làn danh của đảng phái đảng Dân Chủ thì bầu cho đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa cho đảng Cộng Hòa. Cho nên cái việc mà ở Hạ viện mà Hạ viện thông qua cái này ấy, thì nó là một cái đa số rất là mỏng manh, khoảng 8 phiếu thôi, cách biệt nhau. Và bây giờ đến đưa thượng viện mà thượng viện này lại bỏ phiếu như thế ấy, thì nếu khi bỏ phiếu như thế thì rõ ràng là
đảng Dân Chủ sẽ có được 2 phiếu, nếu mà thành tiểu bang thì có 2 phiếu của thượng nghị sĩ ở đảng của tiểu bang thứ 51 là Washington DC. Nhưng mà cái này thì đảng Dân Chủ nói rằng sử dụng cái tu hiến pháp thứ 23, nhưng mà tu hiến pháp thứ 23 nó không nói gì về cái đó cả. Cho nên ông Manchin bảo là nếu mà muốn biến thành một tiểu bang thì phải có tu chính án, và với cái tu chính án thì nó khó khăn vô cùng chứ không phải dễ dàng. Vâng. Và sau cùng thì ông Biden ông yêu cầu quốc hội trong cái kỳ ngân sách này sẽ tăng gia cái ngân sách của cơ quan thuế vụ liên bang IRS 80 tỷ Mỹ Kim để cái cơ quan này có đủ mướn đủ người để theo dõi tất cả những người dân Mỹ xài tiền mặt qua ngân hàng. Có nghĩa là mọi cái tiền rút ra bằng tiền mặt thì sẽ ngân hàng sẽ phải báo cáo cho sở thuế. Tuy nhiên cái điều này gặp sự chống đối của các cái của hiệp hội các cái ngân hàng, là bởi vì nếu mà làm như vậy thì những cái ngân hàng họ sẽ mất đi những cái nghiệp vụ về tiền mặt. Nếu mà cái đạo luật này mà nó chấp thuận thì trong tương lai dân chúng Mỹ sẽ không có được rút tiền trực tiếp ra xài. Có nghĩa là chính quyền Biden muốn rằng tất cả những cái tiền bạc dân chúng xài của người dân Mỹ xài như thế nào, chính quyền đều biết là cái người đó sẽ xài tất cả là bao nhiêu tiền. Thôi, đó là cái việc mà ngân hàng kiểm soát ấy, thì chúng ta đã thấy một phần rồi, rút được khoảng bao nhiêu thôi chứ không được rút nhiều. Cái đó nhưng mà bây giờ thí dụ như anh lấy tiền bạc ra anh xài mà anh không báo cáo hay là anh gửi, thì ngân hàng cho dù anh lấy ra 2.500 đúng theo cái luật định thì ngân hàng cũng sẽ phải báo cáo cho sở thuế chứ không phải giống như trước đây. Và sau cùng một cái tin nữa, nó liên quan tới cái cộng đồng của mình, thì như quý vị biết ở hồi cuối tuần qua ở tại bên Úc, ở tại một cái thành phố có một cái tên sinh viên du học của cộng sản Việt Nam đi sang bên Úc du học ở tại một cái trường trung học, thì cái tên này đã cùng với một cái đồng bọn leo lên cái cột cờ và đã kéo cái lá cờ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng ba sọc đỏ xuống và ma lị chửi bới, đồng thời bất xuống đất và đạp chà đạp lên cái ấy. Sau đó thì đã tạo nên một cái làn sóng căm phẫn ở tại cái khu vực đó, thì cộng đồng người Việt Nam tại Úc đã đi thưa cảnh sát và đã đến cái trường học. Thì trường học nơi mà cái tên này đi du học đã không nhận cái tên này trở lại, và sau đó thì chính người cảnh sát Úc đã bắt giữ cái tên này vì cái việc mà kéo cái lá cờ xuống, tức là sự vi phạm tới tài sản của người khác. Vâng, cộng sản Việt Nam, những người, những tên mà đây sang du học tại Việt, các quốc gia tư bản hiểu rằng là cộng sản bây giờ, Việt Nam bây giờ đó, mặc dù nó nói thì trước nay vẫn nói là chiến thắng 30 tháng 4, nhưng mà lần này thì nó nói rằng nhân cái vụ Covid-19 không tổ chức dần dàng, bởi vì thấy rõ ràng là tổ chức như thế đó càng ngày càng lố bịch, và vì vậy nên nó từ từ nó lờ đi, nó không có tổ chức chiến thắng theo kiểu hồi xưa nữa. Có nghĩa là biết là đây là chiến thắng cuội và người dân không có mong muốn gì cộng sản Việt Nam vào trong miền Nam, và vì vậy cho nên những tên mà cộng sản mà nó sang bên này đi du học đó, nó hơi không có hiểu cái thời thế. Rõ ràng là bây giờ thế giới nó chán ghét cộng sản rồi, và rõ ràng là người dân Việt Nam ở trong nước cũng như ngoài nước người ta cảm thấy rằng người ta bị gọi là bị nạn cộng sản, cho nên người ta đâu có ưa. Mà vì những tên đó, những con cháu của những tên cộng sản nó không được giáo dục để mà cuối cùng cứ nhai đi nhai lại chiến thắng, và nhai lại là cộng sản hay. Nhưng thực sự trên thế giới bây giờ đó, và ngay kể cả trong Việt Nam ấy, người ta đâu còn coi cộng sản là cái gì nữa. Vâng. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây để chuyển sang phần bảo trợ của các công ty, và chúng tôi sẽ trở lại chương trình này trong những đề tài khác.